Hai mẹ con Na xin kính chào ông bà cô chú anh chị, xin kính chào cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Con chào ông bà cô chú đi. Thôi ăn xong đi. Xin kính chào ông bà cô chú, con là Na, con 6 tuổi rồi nha. Thì ông bà cô chú ơi, hôm nay cũng là ngày á Châu được đi thăm ba Na, cô Na chở đi á. Thì hôm nay Na đi học nha, ngày thường Na đi học ông bà cô chú ơi. Hôm nay Na ngoan lắm ông bà cô chú, Na thức dậy sớm. Rồi cái Na ngoan lắm. Ở trong lớp con có bạn nào xả tóc không? Không. Không hả? Tóc Na dài lắm ông bà, Na xả, Na cột, Na xả vậy này thì nhìn dễ thương đẹp. Nhưng mà tóc dài quá đó xả cái khi ăn uống nó bị dính tùm lum hết trơn à, không có được gọn gàng. Nên là Châu hay cột lại cho Na. Mà bạn của Na tóc dài, không dài mà xả tóc tóc ít, tóc ngắn xả được, còn tóc con quá dài kìa, cắt bớt đi con ơi. Hay dưỡng dài ha, dưỡng dài chừng nữa mình cắt mình tặng ha, hiểu không? Giống như bữa hổm mẹ nói đó, tóc mẹ chắc cũng được rồi, độ dài cũng đủ rồi đó. Mà Na chứ sao? Của Na, nếu mà Na chắc chưa đủ đâu. Rồi ngồi thẳng lên, mẹ cột lại nè, rồi cô lại bây giờ nè, nhanh lên. Không muốn nói gì, ba con nói đi. Ba xà lo nghe yêu ba bu cô chí bò yô. Ba bà liu xà yô. Nói lắng lên chút. Ba ốp xô xô. Ông bà cô chú ơi, thì hai mẹ con Na đi lẹ đi con. Hai mẹ con Na bữa nay chuẩn bị xong trước cô. Giờ Châu đưa Na đi tới lớp luôn. Chưa có mừng. Rồi hồi cô lại thì cô rước Châu sau. Cô chú ơi, Châu lên xe cô Na rồi nè. Xin chào. Hồi nãy á, Châu đưa Na đi, đang đưa Na đi, cô Na điện, cô nói là chị đâu rồi, cái Châu nói Châu đang đưa Na tới lớp, cái cô nói em thấy chị rồi. Nhưng mà cô thấy lầm người khác, thấy người khác mà nói là Châu á, cả nhà. Cái Châu mới tìm hoài, Châu đứng ở chỗ lớp của Na, Châu tìm hoài cho nói ủa sao cô nói thấy mình mà sao mình tìm ở đây không thấy xe cô. À, vậy ăn chút điện lại á, thì cô nói là em nhìn lầm người, em chưa tới cái chỗ đó nữa. Rồi cái cô chạy lại hai chị em đi, thì hiện giờ cũng đang trên đường đi. Châu xin kính mời ông bà cô chú anh chị cả nhà cùng đi với Châu với cô Hana đi thăm ba Na nha. Giờ còn trong cái đường trong cái gọi là gì, đô thị hả, trong ở trong khu chợ rồi đó ông bà cô chú, nên chưa có ra cao tốc, khoảng đi một đoạn chút nữa mới tới đường cao tốc, rồi bắt đầu là chạy lên tới chỗ ba Na luôn. Đường cũng không có khó đi lắm. Hôm qua thì Châu cũng có nói là Châu muốn nhờ cô làm cái thẻ để khi mà Châu đi qua trạm xe buýt, xe trạm cao tốc rồi đó thì nó tự tính tiền tự động á, mình dễ hơn á ông bà cô chú, khỏi dừng xe rồi khỏi làm gì hết trơn á, nó tiện á. Châu nói Châu muốn tự đi, cô Na không cho ông bà cô chú, hỏi vừa hỏi dứt câu cái cô Na xuống sắt liền, cái mặt tỏ vẻ là kiểu như là không có
đồng ý, không có hợp lý. Cô nói mới biết chạy chưa được tháng nữa mà đòi đi đâu. Người ta chạy cả năm, người ta còn chưa dám đi. Mà Châu nghĩ từ cũng tùy người. Lúc hổm Châu quay video chia sẻ, cũng có khán giả nói là mới thi bằng lái xong vài ngày sau là chạy đường cao tốc được rồi. Thì chắc là kiểu như những ai mà dạng tay rồi thông minh á, nhanh nhẹn á, nên là cũng có thể có. Còn kiểu như Châu chậm chạp với lại tiếng tâm thì Châu không có gành á, nên là cô nè lo lắng không có muốn cho Châu mạo hiểm á, nên là Châu cũng nghe lời. Tại vì á lỡ có gì rồi thì không có ai lo, kiểu như mình không nghe lời mà có chuyện gì xảy ra thì không có ai lo. Tới lúc đó mình không biết làm sao luôn, nên là thôi Châu đành nghe lời. Dạ thì bây giờ cô Hana đã đi vào đường cao tốc rồi ạ. Thì hiện giờ đang đi vô đường hầm nè. Ở Hàn Quốc thì trên đường cao tốc thì sẽ có bắt gặp nhiều cái đường hầm giống vậy nè. Tại vì ở Hàn Quốc núi không à, nên là khi làm đường á, thì làm đường thẳng thì sẽ xuyên qua cái ngọn núi á, nên là đào hầm đi qua. Đi với cô Hana mà cô chú cô Na chạy cũng nhanh lắm, nhầm khi 120, 130, 140. Rồi thì hiện giờ á, là Châu với cô Na đã ra đường cao tốc rồi ông bà cô chú. Thì trên đường cao tốc chạy khoảng khoảng gần một tiếng, khoảng 55 phút á. Còn nhiêu thì qua đường cao tốc thì chạy khoảng 5 phút nữa, hơn 5 phút nữa thì tới bệnh viện chỗ ba Na ở. Thì Châu chia sẻ, những lúc Châu chia sẻ ba Na nằm viện gì đó thì có rất nhiều ông bà cô chú anh chị từng trải biết, hiểu biết nhiều thì có phiên Châu là nên đi thăm ba Na thường xuyên để nói chuyện, để cho ba Na nhanh hồi phục trí nhớ. Thì Châu cũng rất là cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã cho Châu những cái góp ý. Thì Châu cảm nhận được là cả nhà mọi người á rất là thương ba Na luôn, muốn những cái gì tốt cho ba Na đó, nên là Châu cũng rất là cảm ơn. Thì Châu cũng cảm thấy như vậy đó cả nhà. Châu thấy là nằm một mình như vậy á rất là tội cho ba Na luôn. Mà cũng giống như những lời ông bà cô chú anh chị nói là mình phải thăm thường xuyên thì mới tỉnh sớm, tỉnh nhanh được á. Nhưng mà Châu không thể làm được thì Châu cũng rất là buồn luôn. Nhiều cô chú anh chị phiên Châu là mỗi lần đi thăm ba Na thì đừng có khóc. Khóc sẽ làm ba Na không có tốt cho sức khỏe đó. Nhưng mà mỗi lần Châu đi thăm ba Na thì Châu không có cầm được nước mắt. Tại vì có trong hoàn cảnh thì mới hiểu được là một tuần mới lên thăm một lần á, nhìn ba, nhìn thấy ba của Anna Châu đau như lắm đau. Mà Châu không có lên thăm thường được á, nên là mỗi lần lên thăm thì vừa mới thấy ba Anna thôi là Châu đã không có thể cầm được nước mắt. Thì lúc ở nhà Châu cũng dán dặn lòng cố gắng là lên đó nói những điều vui cho ba Hana nghe để ba Hana vui, nhưng mà Châu không làm được. Phải chi á, một tuần Châu đi thăm được 3-4 lần thì Châu sẽ đỡ buồn hơn. Dạ thì bây giờ cũng lên gần tới chỗ cái bệnh viện của ba Hana ở rồi. Thì cái tuần vừa rồi á cả nhà, thì ba Na cũng vừa trải qua cái ca phẫu thuật nhỏ
khoảng 3 tiếng đồng hồ á. Thì từ bữa đó tới nay thì Châu cũng chưa có gặp mặt ba Na, thì hôm nay mới đi nè. Hôm bữa đó thì vừa lên thăm ba Na xong về á, thì bác sĩ có điện cho cô Na nói là 1 2 ngày sau á sẽ là tiến hành ca phẫu thuật, là để giống như là lấy cái da đùi da chân á, là sẽ đắp lên cái vết thương đặng cho cái vết thương nó lành lại, tại vì cái vết mổ của ba Na, cái vết mổ vừa rồi á nó rất là dài luôn, nên là kiểu như nó dài quá rồi nó hở ra đó mà cô chú, nó không có lành lại được, nên là người ta mới là nói là phẫu thuật để lấy cái lớp da chân da đùi gì đó để đắp lên để cho nó mau lành. Thì khi đó người bác sĩ có điện cho người nhà là hỏi có ai lên được không, nhưng mà không có ai lên hết trơn á. Rồi bỏ mình ba Hana trải qua cơn phẫu thuật. Thì tới nay Châu mới được lên thăm. Dạ, Châu xin lỗi ông bà cô chú, xin lỗi cả nhà. Vì mỗi lần nhắc tới ba Hana thì Châu không có cầm được nước mắt. Không nhắc thì thôi, thì Châu cũng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi nhắc tới ba Hana thì buồn lắm. Châu thấy buồn cho một số phận con người. Khi ốm đau bệnh tật thì nằm có mình. Dạ giờ thì Châu với cô Na đã vô tới chỗ cái chỗ mà ba Hana nằm á. Thì do là hai chị em vô sớm á, đi sớm hơn 30 phút, nên là giờ ngồi đây chờ. Thì bữa nay vô sớm nên là cũng chưa có ai đến hết á, có 1 2 người hà. Rồi giờ cũng sắp tới giờ vô nè, cái Châu lại chỗ cái cửa này Châu đứng nè, ba Na nằm ở trong đây nè ông bà cô chú, rồi lại đứng xếp hàng. Thì khi người ta mở cửa mình đi vô trước. Cô đi tay nè, nhà vô. Cô đi tay nè, bớt sớm. Cô đi tay bớt sớm. Phát Hà Na, à bà, hả cô gì kia, hả quý sơ. Bớt sớm nhà vô. Phát Hà Na, có tùng sông tay đi vậy vô. À sẽ yếu. Hả? Mên này, à bà bố cô chích thật sơ. À bà mạnh đi sợ đang hè. À bà đi chip về qua sợ. Tờ hình bốc hàng kè u đi cà chốc xa xỉ vô. Dạ bố. Na tô. Tần xin mạnh đi sợ đang hè. Xin lưu thị vô cho bố. Đúng rồi. Dạ thì Châu với cô Na vào thăm ba của Hana được 30 phút. Xong thì hiện giờ cũng đi về. Thì hôm nay cũng không có đi về liền nữa. Cô Hana có hẹn với cái chị bạn hôm trước á, hẹn gặp gì đó, nên là hiện giờ cô Na sẽ đi gặp chị bạn đó, Châu cũng đi cùng luôn. Thì hôm nay thì Châu cũng không có chia sẻ đi tới đó, tại vì Châu quay video á, dài quá thì cả nhà xem cũng không có được thoải mái, nên là Châu sẽ quay ngắn lại. Thì bây giờ cũng đang cô Na đang trên đường đi á, mà cô chú. Thì hồi nãy á, lúc Châu vô thăm ba Hana á, thì trước khi vô Châu cũng lo lắng suy nghĩ là không biết á, cái ca phẫu thuật lần trước chưa có khỏe hẳn mà ba Hana lại trải thêm cái ca phẫu thuật thứ hai nữa, thì không biết là sức khỏe sẽ tồi tệ hơn như thế nào không, thì lo lắng. Nhưng mà cũng may ông bà cô chú, khi vô thăm ba của Hana á, thì Châu thấy á, ba Na cũng vẫn mở mắt nè,
Rồi da dẻ ba của Hana cũng hồng hào, cũng giống như là đợt trước cho đi thăm vậy đó, nhưng mà cháu thấy có vẻ là nó cũng nó tốt hơn nữa, thấy người tươi tỉnh hơn nữa đó, nên là thấy cũng rất là mừng. Thì cháu có cho ba Hana xem cái điện thoại là quay cái video của Hana nói chuyện á để cho ba Hana coi, nhưng mà làm như là ba Hana không có nhìn thấy ông bà cô chú. Không biết có nghe ba Hana có nghe được hay không thì cháu cũng không có biết được, tại vì nói với cô Hana thì cô Hana nói không biết là có nghe hay không. À, không biết có nghe được hay không, còn cái nhìn thấy là ba Na không có nhìn thấy. À, nhưng mà thôi cũng mừng là trải qua 2 ca phẫu thuật, nhưng mà ba Hana cũng sức khỏe thì cũng vẫn vậy chứ không có tồi tệ hơn á. Dạ thì cái video hôm nay Châu cũng xin chia sẻ đến ông bà cô chú anh chị, những người quan tâm tới bệnh của ba Hana cũng được biết. Thì Châu xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video, theo dõi video. Thì Châu xin tạm dừng tại đây. Xin kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt cả nhà.